Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình. Đó thì trước khi vào video thì mình rất mong các bạn có thể coi video của mình. Đó thì các bạn có thể giúp mình một chia sẻ nha. Và các bạn nhớ bật chuông thông báo lên để đón xem video của mình vào lúc 18 giờ hàng ngày nha các bạn ơi. Đó thì mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đây thì ngày đầu tiên thì đây chính là con bài Elsu các bạn ơi. Đó thì đây chính là lần đầu mà mình trong giờ mình đánh con Elsu này nha. Đó thì mình đánh con Elsu thì đây chính là cái game đầu tiên. Chắc chắn luôn các bạn, cái game này cái game đầu tiên. Ủa mình đi lộn đường các bạn ơi, thiệt chứ các bạn thấy không, đầu game vô mình đã thuộc dạng là hơi ngáo ngáo chút vậy các bạn ơi. Thì con Elsu này thì mình bắn thì mình không biết cái phát súng viên viện chi kích của mình có thuộc dạng là trúng mục tiêu hay không. Thì chúng ta cứ vô game mà chúng ta thuộc dạng là test thử anh em. Đó thì mình đầu game mình có vô mình test nhưng mà mình không kịp quay cái khúc đầu game cho anh em coi. Thì ở ngoài trời ơi, ai cũng chửi mình quá trời luôn anh em ơi. Thì họ đánh Elsu á anh em, họ rất sợ khi gặp Elsu trong ranh nha. Tại con Elsu là bắn mà chuyên gia là auto hụt là một, là chơi ngu là hai nè anh em. Đó thì họ rất là sợ nha. Thì ngay cả bản thân mình thì cũng sợ thôi. Thì nói chung là mình cũng sợ thì thuộc dạng hú hồ chi họ. Nhưng mà hôm nay con Elsu này đừng nằm trong tay mình nha anh em. Tại ok, một mạng của Gildu quá chuẩn luôn anh em ơi. Gì đây, gì đây, không anh heo, hai mạng anh em ơi, trời ơi thiệt. Ôi chết rồi kìa, trời ơi cái pha đó con Nata mà không chết là mình bắn một phát là trúng. Trời ơi xịt kìa anh em ơi, con Nata nó không bị giết anh em ơi, chủ giết thì chứ tiếc thế. Thì chứ pha nãy mình mà có thời gian mình ngẫm là mình bắn Nata luôn rồi. Pha này khá xui nha anh em. Đó thì mình thuộc dạng là mình tự tin là mình vẫy tầm xa thì mình vẫy vẫn được anh em. Nhưng mà mình vẫy thuộc dạng là tầm gần thì mình vẫy thuộc dạng là nói thẳng ra là hơi ngu anh em. Nhưng mà ngu ở đây thì không có nghĩa là mình bắn ngu trong mọi trường hợp nha anh em. Có nhiều pha tầm gần mình bắn dính nha. Đó thì anh em có thể coi hết video này và coi mình bắn Elsu như thế nào nha. Xem coi có phế như mà mọi lần mà anh em ở ngoài chửi mình không nha. Đó thì theo những xét của anh em thì con Elsu này nó mạnh nên nó phế nha anh em. Thì anh em nhớ coi hết video này và like giúp mình nha. Đây, con AD nè anh em. Một viên nha, đây anh em ơi, mau giấy. Để mình bắn coi. Ôi không chết kìa. Ôi thằng Gildu này nó cứ trưởng trưởng ta khó chịu nha. Không sao xem anh em, lỗi kỹ thuật anh em ơi. Cái pha đó thì hơi lỗi kỹ thuật một chút nha. Nói chung thì anh em cũng phải thông cảm với mình. Tại vì mình mới đầu tiên mình bắn Elsu mà. Ê thằng này nó bị ngáo anh em ơi. Ok luôn, trời ơi bị bắn một viên cái thì nó đi vô trụ. Alice đặt cái anti cái thì nó bị thuộc dạng là CC anh em. Nó bị slow anh em ơi. Nó đi ra không được luôn kìa. Thằng Gildu này nó bụi nè anh em ơi. Cái thằng này. Nhưng mà nói về anh em chưa biết thì con Gildu chính là cái con tướng mà khắc chế con Elsu nha anh em. Một là con Gildu, hai là con Grack anh em. Đó thì anh em mà đánh mà cứ gặp Elsu thì anh em bích cho mình con Gildu là một nè. Mày, ôi chưa chết kìa. Đó thì anh em bích cho mình con Gildu với con Grack nha. Thì bảo đảm auto luôn, tại vì mỗi lần mà con Elsu nó ngắm thì nó phải đứng nha anh em. Và khi con Elsu nó đứng thì con Gildu có thể trưởng choáng nè. Và con Grack có thể kéo nha anh em. Từ từ mấy ông đừng lấy chủ sớm chứ. Thiệt chứ mình bắn mình chưa thiền được bao nhiêu mà chưa gì mấy ông cứ thuộc dạng lại. Cứ từ từ bình tĩnh anh em ơi. Game này mình sẽ bắn hết anh em ơi. Bên kia thực ra không có vị tướng nào choáng mình ngoài Gildu hết anh em. Đó thì mình sẽ thuộc dạng là đề phòng Gildu nha. Và cũng đề phòng con Ritnak anh em. Tại vì nó cũng là một con tướng dồn đam á. Đó thì ngày hôm qua anh em có coi video vlog, anh em thấy mình ngủ không? Muốn khá cháy nha anh em. Đó thì anh em nào muốn mình muốn vlog nữa thì anh em cứ bình luận nha, thì mình sẽ cố gắng mình làm vài clip vlog này nha anh em. Nhưng mà thuộc dạng mình sẽ ra mỗi ngày một con tướng khác nhau. Đó thì cho anh em coi để cho anh em trải nghiệm cái thuộc dạng là cái cảm giác tốt nhất nha. Chứ ra ngoài cứ một con thì anh em coi hơi nhàm. Đó thì hôm nay mình tập chơi hết cho anh em coi luôn á. Thì con này Elsu là cái game đấu đầu tiên luôn, mình dám khẳng định luôn nha anh em. Mày anh em ơi, bắn chuẩn chưa anh em ơi? Đây chết luôn thiệt chứ. Tuy mình không thuộc dạng là bắn pro giống như mấy idol khác, nhưng mà mình bắn, mình biết cách bắn sao cho nó hiệu quả nha anh em. Đây. Mày anh em thấy chưa? Đây nữa nè anh em. Trời ơi thiệt. Bắn kiểu này là giống như SGB Red anh em ơi. Bắn kiểu này là chết bên bạn rồi anh em ơi. Trời ơi anh em thấy không anh em? Nhiều pha mình bắn thuộc dạng là nó hơi ngáo ngáo anh em. Kỳ với ta. Bắn kiểu này chết rồi. Đây mình lên được cái món đầu tiên nha anh em. Đó chính là món kiếm Muramasa nha. Đây, ui hụt kìa. Có phải nó đang đi nó giật lại kìa anh em. Thiệt chứ mấy thằng này thiệt. Từ từ anh em ơi. Mình cứ có đạn mình bắn luôn.
Trời ơi, anh em thấy không? Mình phải vẫy cái dính cái nhẹ thôi anh em ơi. Tuy thuộc dàn mà mình bắn không ghê, nhưng mà mình bắn thuộc dàn là cho nó dính là được rồi. Đó thì mình nghĩ bắn xu bắn dính được rồi. Đây anh em ơi, từ từ, đây là bên thiện. Đâu rồi? Con nó chạy đâu rồi anh em ơi? Có thể nó còn chiêu một, nó lướt xa hơn cái tầm bắn của mình rồi. Chúng qua hoa đó là kiểu gì cũng dính anh em ơi. Thiệt chứ khá buồn nha anh em. Làm gì đây? Ok, bắn đi, bắn thường anh em ơi. Anh em bắn heo su thì anh em phải canh nha. Bữa lúc mày đem bắn thường, đúng lúc mày bắn chiêu 2 nha. À mày đâu, mày đây. Outlay 2 con anh em ơi, outlay 2 con anh em ơi. Ơ còn tôi biến à, đây băng xưa anh em. À làm sao mà trời. Nói chung là cái pha này thì mình nghĩ là vô mình bị lag anh em. Có thể là mình bị lag, nhưng mà mình không hiểu nữa. Tuy mạng mình nó 7ms nhưng mà tôi lúc nó lag anh em ơi. Thôi thì mình nói giỡn anh em thôi, chứ pha đó mình bắn thuộc dặn là trái hiểu cái gì anh em, bắn vậy mà cũng hụt. Thì chứ mình phải cần tôi luyện thêm coi su nhiều nha anh em. Đây dính nè, đây nữa nè, thêm viên nè, đây con Ari anh em. Ui không lọt được cái khe kìa. Thì chứ cái pha đó mình bắn thiệt chứ nó không có thuộc dạng là nó không có tới tầm anh em. Pha đó mình rướng lên cao nữa mình bắn là chết rồi. Thì chứ hơi cay nha anh em. Nhưng mà coi su này anh em bắn thì anh em có dám khẳng định mình không? Thì đầu game anh em bắn thuộc dạng anh hơi ngáo ngáo, nhưng mà kiểu như giữa game á, anh em bắt đầu nóng tay á, anh em bắn chuẩn lắm. Cứ nóng tay là bắn chuẩn anh em ơi. Đứng đây nè em. Trời ơi, pha đó mình đừng có núp bụi anh em ơi. Mình nghi cái pha này nó lướt ra ngoài bụi anh em ơi. Chứ thường thường cái tâm lý hơn người đây. Làm gì đây? Tay để mình anh em. Mày ok anh em ơi. Quá chuẩn anh em ơi thiệt. Đó, bắt đầu là mình nóng tay rồi mình bắn là mình bắn kiểu nhiều auto dính anh em. Cái viên đạn mình bắn hình thiệt chứ tầm đội không thể nào mình chê được. Tay một viên. Ủa, bắn không đầu lắm nha anh em ơi. Bắn chữ 2 không đầu lắm nha. Con Idu này nó khá trâu nha. Tại nó có lớp chấp ảo anh em. Từ từ bình tĩnh. Tại mình chưa thích bắn thuộc dặn ở đâu thôi anh em. Mấy mốt mình bắn nhiều mình sẽ làm cái combo mà thuộc dặn ở sốc đam nhanh cho anh em, giống như mấy idol hay làm á. Ở thì mình sẽ cố gắng mình tôi luyện ngoài xu nha. Tay anh em thấy không? Mình đã nói anh em từ lúc đầu video rồi. Những cái pha mà bắn xa thì mình auto bắn thuộc dặn là chính thôi anh em. Còn những cái pha mà bắn mà gần thì có đôi lúc nó không dính. Nhưng mà có nhiều pha bắn xa thì không dính em chả hiểu. Ở đó anh em thấy không? Chả hiểu anh em ơi. Thì chứ kiểu này như mình bắn theo cảm giác anh em ơi. Mình bắn mình me nó tới cái đường mà được dặn là nó rướng người nó farm lính em vậy mà nó không có chết. Thế mới cay chứ anh em. Đây để mình. Ôi nó che hết rồi kìa anh em. Con Ghiu đuôn đi sâu quá. Ôi pha nó Ghiu đuôn mà trước mình bắn được chết. Đây bắn thường cũng đủ chết anh em ơi. Đợi. Cái này anh em nên tua qua nha anh em. Cái pha đó thì thuộc dạng là một pha lỗi từ mình nha anh em. À đây anh em sốc đam luôn nè anh em. Mày ở đâu vậy? Thôi sao xong lượt rồi anh em ơi. Thiệt chứ báo nữa. Cái pha đó mình hơi ngu nha anh em. Cái pha đó thiệt chứ mình cứ tưởng nó hết ulti anh em ơi. Thiệt sao ulti nó hồi nhanh ta. Đây chạy đâu chạy. Trời ơi thiệt chứ xa vậy. Chạy nhanh quá anh em ơi, thì chứ mấy con nào mà đi chậm thôi, mình bắn cho chuẩn coi. Đây, để chỗ anh em ơi, đây. Combo chiêu 2, chiêu 3 nè anh em. Mày, ui hụt kìa anh em. Đây, từ từ. Trời, để cho nó chạy xa rồi mình bắn cái viên chiêu 2 đi. Trời ơi, khá tiếc nha anh em. Thì chứ cái pha đó mà để mình mà có cái thuộc dạng là cái khoảng cách đi. Mình mà thì chứ mình có cái vị trí bắn là mình bắn chiêu 2 mà nó thì chứ bên bạn bắn. Chỉ có mình bắn viên nào là về hồi máu viên đó thôi anh em. Bảo đảm với anh em luôn. Mình bắn hơi kinh anh em. Tại thời xưa một thời mình đã chơi thuộc dạng là cái game mà bắn snap trong đột kích đó. Thì anh em nào có chơi thì anh em biết. Đó. Cái game đó hồi xưa mình bắn snap rất là ghê nha anh em. Thuộc dạng mình vẫy snap á. Snip chứ quên. Vẫy snip chứ anh em. Đây đó. Một viên nha anh em. Thì chứ đâu chưa. Đây nữa nè. Ăn đi. Quả ngon luôn anh em ơi, ăn viên đạn mình chắc ngon lắm anh em ơi. Thì anh em nào có nhu cầu muốn ăn thử thì có thể vô gã solo. Thì chứ pha đó sao ta. Pha này pha đó là lỗi kỹ thuật nha anh em. Pha đó là lỗi kỹ thuật chút nha. Đó thì anh em coi anh em đừng có chửi mình quá nha. Đó thì anh em coi video thì anh em thấy hay thì có thể chia sẻ video của mình cho nhiều người biết tới mình nha. Và anh em có thể thuộc dạng là like và đăng ký kênh và theo dõi mình nha. Mình sẽ ra nhiều video hấp dẫn hơn nha anh em ơi. Mình sẽ ra video lúc 18 giờ hàng ngày á. Đó thì anh em có thể bật chuông thông báo và đón xem video sớm nhất nha. Đó thì mình cảm ơn anh em rất là nhiều.
từ từ farm nhiều tí đã anh em, lấy cái đồ dạng là cho đao nó to, sao mấy con quái bắn gần mình bắn chuẩn ta, kỹ nha, chuẩn anh em ơi. Thì chứ nhưng mà cái game đấu này anh em cũng phải thông cảm với mình, tại vì mình đây là lần đầu tiên mình thuộc dạng là phát eo su vô ranh mà anh em. Nói chung là bắn ở ngoài thì mình chỉ có vô thao trường mình tập luyện thôi, chứ mình chưa có đi solo bao giờ anh em. Còn đối với trong đấu mà đấu ranh mà mình cầm eo su là chưa bao giờ nha anh em, mình dám đảm bảo và khẳng định nha anh em. Pha này mình liều mình mang cho mình chơi cho anh em coi luôn á, tay trời ơi một màn cho mình. Quả ngồi em ơi, đâu rồi, không có nó bụi à. Trời coi su này thuộc dạng là khắc chế mấy con tàn hình luôn anh em ơi. Mình đánh quy lên hay đánh con gì mình còn thuộc dạng là kiên kỵ mấy phần nha anh em. Ở mình xin màu xanh đi, sao bỏ ăn màu xanh chí mà thiệt. Đây, ui nó né kinh ta. Né được anh em ơi. Né được chứ, né mình một lần thôi chứ không thể nào mà né được lần hai nha anh em. Đây, hên thôi nha anh em. À đây anh em ơi, đây là bản Harry cho anh em coi nha. Đây nè, chạy đâu. Chính anh em ơi, thấy chưa, quá chuẩn luôn anh em ơi, bắn siêu ảo nha anh em. Đó thì anh em nào muốn bắn siêu ảo như mình thì anh em cứ bắn thuộc dạng là bình tĩnh thôi nha. Đó thì con eo su thì mình không biết canh cái đường đạn nó bắn như thế nào, nhưng mà mình chỉ biết là mình cảm nhận thôi nha. Đây, ôi hồn kệ trời. Trời ơi, nó bị đẩy lùi bởi Zina kìa anh em, nên cái đường đạn nó đang đi thuộc dạng nó đi tới mà bị đẩy lùi, cái nó thụt lùi lại anh em bị lỡ một nhịp. Thì chứ có phải anh em có thể tôi chậm lại coi mình trả lời có đúng nha anh em. Eo su này mà đã lên cái nanh Fenrir rồi thì mình nói thiệt chứ bắn trời ơi tiếc thế. Đây nè, đây em từ từ anh em ơi. Đây anh em ơi, đó. Bắn là phải nó như vậy. Bắn là phải đứng đợi anh em. Đợi cho đồng đội bắn thuộc dạng là còn cục máu hay cục máu đó thì mình bắt đầu mình thuộc dạng là một viên viện chi kích quyết định nha anh em. Thì chứ viên đó anh em mà nói không phải quyết định đi nữa thì mình không biết nói gì hết. Đây anh em ơi, từ từ. Đâu rồi con grid nát đâu, nãy quýnh mình anh em ơi. À bố láo, à bố láo anh em, đây. Chạy đâu, đi đâu. Ok chưa anh em ơi. Thì pha này anh em có thể like giúp mình được không anh em ơi? Cảm ơn anh em rất là nhiều nha. Thì chứ outlay tôi một lần thôi, làm gì có lần thứ hai mà. Thì chứ cứ đòi đứng nữa mà outlay anh em. Ông đòi gõ tiền mình với ông outlay mình nữa. Nhưng mà đâu có được. Outlay mình hoài sao được anh em. Nhưng mà outlay mình riết đâu có video đăng lên cho anh em coi được. Đây anh em ơi, để mình xin cùng mình luôn nè anh em ơi. Ok luôn. Quá ngon anh em ơi. Từ từ lấy cái trụ đã. Để mình bắn mấy viên cho mình nè. Đó một viên. Trời bắn kìa anh em ơi, qua đi đến giò máu anh em ơi. Thì chứ khủng khiếp. Bây giờ một viên vô lính đã 28 sát thương rồi, thì anh em nghĩ bắn một viên vô người như thế nào. Mà đặc biệt là con AD nè. Những con như AD nè, Ari nè, thì chứ mình giả một viên thôi đây anh em ơi. Trời ơi, anh em ơi kìa, nửa cây. Vãi thiệt. Đây, ăn. Trời ơi, bắn hụt kìa anh em ơi. Cái này người ta gọi là nhắm gì ta, nhắm gà trúng vịt anh em ơi. Thiệt chứ mình nhắm con Yudu mà tự nhiên ơi, mình nhắm con Crit nắt mà tự nhiên dính con Yudu dưới nẹp. Đây một viên nữa nè, cày anh em ơi, cày chưa. Đây một viên nữa nè, đây chạy đi đâu. Ui thiệt chứ lướt ghê quá anh em ơi, mình chưa bắn được cái mấy cái lướt rồi đó nha. Ui chết ông tớp rồi, mình cover không được rồi. Thôi bỏ đi, đây bạn ra đây, bạn dí mình là mình bắn ngược lại luôn đó nha. Anh em không nên dí những cái con mà sát thương cao giống như con eo su nha anh em. Thuộc dạng nó bắn outlay anh em lại luôn á. Trừ khi anh em có cái những cái chiêu mà thuộc dạng là tiếp cận thôi thì anh em nên dí thôi. Dù giống như là Yuka nè hay William thì anh em mới dí. Chứ gặp mà mấy cái con mà đi bộ cái đó là mình bắn cho chết. Thôi được rồi, không cần đâu, đây chọn. Trời ơi, pha đó bị vậy mình đừng có vẫy liền anh em. Pha đó mình giữ được một nhịp, mình đứng mình gồng. Mình gồng thì mình sợ con Yudu nó chuẩn dính mình đó anh em. Thì chứ pha này hơi thuộc dạng là mình xử lý hơi nhanh anh em ơi. Pha này xử lý hơi nhanh. Thôi mình xin đi. Mình lấy con blue mình bắn chiêu 2 cho nó nhiều nè. Thì chứ không sợ bọt, mình cứ thuộc dạng là ông đòi blue anh em ơi. Nhưng mà mình thì chứ anh em cũng phải hiểu cho mình. Mình bắn cái này mình tốn mana lắm. Đây một viên, anh em thấy không, mình bắn qua ri mà nó chạy về nó hồi máu không anh em. Thì chứ bắn siêu ảo nha anh em. Đây tự nhiên cái nè, dính con Nata sau lưng anh em ơi, nhắm gà trúng vịt nha. À giúp đi, làm gì đây,
Outlay ông luôn bây giờ chứ ông đùa à. Đừng có đùa với thuộc dạng là Eosu nha anh em. Mình là Eosu mực A nha. Thì cái nick này là cái nick của thuộc dạng là cái nick mình để này, nick khá lâu mình nha anh em, nên mình ít chơi á. Nhưng giờ mình mới lên được cao thủ nha anh em. Đây, đây anh em thấy chưa, mình đã nói rồi, mình đã từng là bắn đột kích rất nhiều anh em. Cái thời mà mình đợi, để bữa nào mình bắn thêm vài clip nữa cho anh em coi. Khi cái thời thuộc dạng là đỉnh cao của mình anh em, thì chứ mình bảy xin tiếp đây bắn thường luôn anh em ơi. Ủa cái pha này mình bị ngáo anh em ơi, cái pha này mình soạn cái giáp thiên thần mà mình cứ tưởng mình lên được giáp thiên thần rồi nên mình bắn theo đôi luôn anh em. Pha này hơi thuộc dạng hơi ngông nha anh em. Đó thì anh em coi video mà cảm thấy hay thì anh em có thể like video cho mình à. Và thuộc dạng anh em mà yêu quý mình hơn nữa thì chia sẻ video của mình cho nhiều người biết tới nha anh em. Đó thì anh em có thể chia sẻ lên những cái mảng thuộc dạng như là Messenger nè, Facebook nè hoặc là TikTok nha anh em. Đó thì mình cảm ơn anh em rất là nhiều. Và anh em nhớ bật chuông thông báo để đón xem video sớm nhất của mình nha. Mình sẽ ra video lúc 18 giờ hàng ngày nha. Bye bye và hẹn gặp lại. Life, living for some real times. Talk about the real climb. Passionate in real rhyme. Steal time back from my 9 to 5. Taking back my fucking life. I just wanna feel alive. And I'm the one to get it, bruh. I swear to God, I get it.